Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ đóng một chiếc giường để làm đồ phụ chụp hình cho con trai của mình. Con trai mình hôm nay vừa tròn 22 ngày tuổi. Mình sẽ sử dụng những cái gỗ này là gỗ bạch tàng, hoặc có thể gọi nó là cây dầu gió.